Toàn nha cả nhà. Hồi đó. Viên ngọc toàn thì anh chị mình biết ơi, nó có mặt bông luôn Bông rồi. nè chị. Wow, Nó bông có ba màu bông ha anh chị, nó có ba màu bông luôn nha. Cái hàng này cũng là hàng lãi lá con tàn rồi nè cả nhà đó. Hàng vừa rồi em lãi lá rồi đó, nó đi một bông lần bông rồi. có cái này gì ương hạn được nè nha, Ương hạt nó chín nên nhất chu viên gì đó. rồi 119 là chiều cao. cái cũ hết biết. Em xin kính chào cả nhà mình đã quay trở lại kênh Lê Thảo nha. Trời, ngày hôm nay là ngày ngày 6 tháng 4 của chú. Em có ghé vườn mai của chị Ngọc Điệp ha. Hôm nay thì chị Ngọc Điệp sẽ lên một số cái mã số để giao lưu với cả nhà mình ha. Rồi em chào chị Điệp nha. Chị chào em, kính chào cô chú mình nhé. Hôm nay quay tới lại vườn của em thì em sẽ lên một số giống mai như cả nhà. Có siêu bông mình lợi nè, có dẻo nhung nè, có đa phúc nè, có nhị ngọc toàn, có mai sắn gốc tứ quý nữa nha cả nhà. Thì một hồi tới đâu thì em sẽ giới thiệu chi tiết cũng như giống nào đó thì được anh chị mình ủng hộ cho em với. Địa chỉ của vườn em thì ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Số điện thoại giao lưu với em là 0968282738 nha. Cái hôm nay clip em lên với mã số 1E là một cây siêu bông mình lợi có mặt hoa luôn nha cả nhà. Đây nè, bông chùm chùm nè, có mặt hoa luôn. Đây nguyên một cái chùm luôn. Đó, nguyên một cái chùm luôn nha. Có mặt hoa luôn, cái này dì anh chị mình yên tâm mà lấy bo tại hiện tại nó đang có mặt hoa luôn nha cả nhà. Dạ. Rất nhiều luôn nha. Chiều cao em này 79. Tán ngang em này 61. Cái đấy đẹp nha. Hành gốc em này 16. Cây này xuất sắc luôn nha cả nhà, có Bên mặt hoa lại. luôn nha. Cây này thì em giao lưu với anh chị mình, cây này với giá là 1,7 triệu bao phí luôn nha cả nhà. Dạ, 1.700.000 cô chú ha. Cái này mình lấy được một ít bo chị ha. Ủa cái nè, nguyên một chùm luôn nè. Có một chùm Đó. bông đẹp quá nè. Rồi hết cô chú, xuống cây nha. Tiếp theo ha. Tiếp theo là mã số 2E cũng có mặt bông nè cả nhà. Cây này thì lấy được nhiều bo nha. Bông chuẩn nè cả nhà. Nhà dáng trực hay dáng đứng nè. Có đế nha cô chú, kìa đẹp. Chiều cao em này 94. Tán ngang em này tới 93, tổ cái một nhánh thôi ra bao nhiêu? Một nhánh em này ra tới 70 luôn nè cả nhà. Hết hồn quá trời ơi cô chú. Đó, mặt bông thì có cho cả nhà mình luôn, tét luôn ha, chuẩn Dạ. giống cho cả nhà mình luôn ha. Đó. Quá trời luôn nha. Giờ em đo hoành gốc, cái này cũng có đế nha. Cái này thì 17 hoành gốc, cây này mình lấy được nhiều bo lắm nè anh chị mình. Quá trời luôn nha. Phượt lên quá trời cô chú. Mập lù. Cây 2E. Cây này em cũng giao lưu với anh chị mình, cây này với giá là 1,7 triệu bao phí luôn nha cả nhà. Dạ, 1,7 triệu ha. Cái này mình lấy tầm chắc cỡ 60 bo của chú anh chị. Tiếp theo á cô chú. Cây bình lợi mã số 3E, cây này cũng có mặt hoa luôn nha anh chị mình. Đẹp quá cây này, giá đẹp. Chiều cao 90. Ôi nó mập. Tán ngang em này 79, cây nhiều quá. Quá trời tuyệt luôn. 20 là hoành gốc, cỡ này có chân trước chân sau bỏ luôn nè cả nhà. Đó cả nhà mình xem nè. Đế khéo nha cô chú anh chị. Quái mà đẹp nữa nha. Cây mã số 3E một em bình lợi, nó cũng có mặt bông để cho cả nhà mình test luôn nha. Dạ. Cây này thì em giao lưu với giá 2 triệu bao phí luôn nha anh chị mình. 2 triệu bao phí cho mã số 3E ha cô chú. Quá trời luôn, cây này xum xê luôn nha. Mã số 4 luôn. Mã số 4 là một em dẻo nhung nha, hàng này hàng con tàn rồi nha cả nhà. Số 4 là nhung nha. Chiều cao là 86. Tán ngang là 63. Tính một đây cây dẫn cũng nhung. 16 là hoành gốc. Cây dẫn nhung nha cả nhà, dẫn nhung thì một bông nó hai lớp. Anh chị mình đã nào mà không biết mặt bông dẻo nhung các bạn đi, em sẽ gửi mặt bông dẻo nhung cho cả nhà mình tham khảo nha cả nhà, được thì chị mình ủng hộ cho em với nha. Mã số 4E một cây dẻo nhung, cây này thì em giao với anh chị mình với giá 1,1 triệu bao phí luôn à. Số 5E cũng là một em dẻo nhung nha cả nhà, hàng này thì con tàn rồi nha. Giờ kiếm cây bự gì cũng ít có của chú anh chị dẻo nhung luôn nha. Chiều cao là 115. Dẻo nhung thì mặt hoa nó hai lớp như cả nhà. Dạ, 66 là tán ngang mà có thơm, mùi thơm nữa nha. Dạ. Hành gốc 20. Cây dẻo nhung mã số 5E, cây này hàng con tàn em giao lưu với giá 1,5 triệu bao phí, mà toàn bộ những hàng này em sẽ đi kiện gỗ hết nha anh chị mình. Dạ, cây to lắm nha cô chú. Dạ.
cái những cái này nè em xịt thuốc á, lá em xịt thuốc á chứ không phải nó bệnh gì đâu nha anh chị. Em xịt thuốc chuẩn bị nó đi cơ thứ hai, mình phải xịt thuốc mình dưỡng sà sâu nó ăn á cả nha. Cây phát triển rất là khỏe mạnh đấy cô chú, mình nhìn cái tượng nó sung à, quá trời quá đất luôn nha. Rồi anh chịu rửa cho mã này cô chú ơi, mã số 6 luôn nha. 6 là một em thủ đức nha cả nhà, cái Trời cây ơi, nè thủ đức nha, nó liền nè cô miếng chú, củ nè, liền mạch luôn để á. em bỏ củ trước. Cái này là cái chín 10 năm mình nè anh chị mình. Ừ, 40 là cái củ nha, thử cái này còn có tí xíu xiu nữa nè. Đó, tại hàng con tàn nhìn nó nhỏ nhỏ vậy, nó có vỏ nhưng cả nhà 19 là hoành gốc nha. Củ hết biết Ui, luôn ạ. tán ngang em này là 69, chiều cao em này 75. Gu tui, gu tui. Cứu tôi Đó, đó, cây này đẹp nha cô chú anh chị, hàng độc lạ luôn ha. thủ đức nha cả nhà, hàng thủ đức nha, Già hàng cực truyền kỳ thống già của luôn. mình luôn nha. Hoa to lắm nha cô chú. Cái củ này thì em giao lưu với giá 2,1 triệu, em bao phí vận chuyển đến tận nhà cho anh chị mình luôn nha. Củ khoai mì này 2,1 triệu. Đẹp hết cô chú anh chị. Rồi mình thích sưu tầm mấy cái hàng này nè cô chú ơi. Trời ơi, Tết là rực rỡ luôn á. Thủ Đức mà già mùa bông nó to như siêu bông Sài Gòn nha cô chú. Siêu đẹp luôn ha. Rồi 2,1 triệu cho mã này cả nhà mình. Theo ha, Cái này chị Phú em. Tân nha cả nhà. Trời ơi nè, xuất sắc luôn. Mình đọc ngay trước đây. Thêm một củ mì nữa cô chú. 21 là bằng gốc, cái củ đặc này là 39, quá Sát đẹp lý luôn nha luôn. cả nhà, liền hết luôn rồi nè đó, đẹp nha. Tán ngang là 61, chiều cam này 78, 7E là một em Phú Tân Dán đó, bay nè, này dáng bay bay đồng hàng cũ nữa quá nè. trời cây này rồi. Cái này em giao lưu với giá là 1,7 triệu bao phí luôn nha cả nhà, toàn bộ những cái này về anh chị mình có thể mình vô cái chậu ha, mình tạo cho nó cái dáng ba, còn cái cục gạch này không có vấn đề gì hết nha nha. Chim hả cô chú, Em chim á, dù khi mà cho mình im sợ mình cây. tưới cái vấn đề mình tưới đó, nó ngã thôi chứ còn không có gì hết trơn nha cả nhà. Thì về với thì mình mua cái chậu á, mình có thể là tạo cái này dáng bay thác đổ rồi đó, tùy theo thích anh chị mình nha. Cây đẹp hả cô chú, Nha, chịu 1,7 triệu khỏe. cho mã số 7E, một dãy Phú Tân. Nè, cô chú mình nhìn là cái cốt nó mọc lù nha, nó là ghép già mùa nha cô chú. Rồi, 1,7 triệu cho mã này luôn nè, 7E. Nha, À, số 8 cô chú. Ôi dù chị. là một em Sài Gòn nha anh chị, con tàn rồi nha, 109, cái này cây Sài Gòn con tàn rồi, Quá trời cái này. tán ngang là 87 anh chị, cây này cây Sài Gòn hàng con tàn ha. 20 là hoành gốc, trời cái củ, cái củ em này 43, Rồi. xuất sắc nha cả nhà, một em Sài Gòn hàng con tàn nha. Củ đẹp á cô chú anh chị. Đây, bo nè, ghép trên đầu ha. Rồi. Một em Sài Gòn nha cả nhà. Sài Gòn. Hàng con tàn. Cây này thì em giao lưu với giá 1,7 triệu bao phí luôn nha cả nhà. Dạ, 1,7 triệu bao phí nha cô chú anh chị. Mã số tiếp theo, mã số 9E ha. 9E là một cây hoàng huyết long cúc không nhị nha anh chị mình. Cây này quá trời già mùa cô chú. Cây này hàng cũng con tàn này ha. Cái này chiều cao 85, Dạ. tán ngang em này 75, hành gốc em này 20, cái củ em này 40. Ừ, cái cây đẹp nè cô chú. Ồ, cái củ quá trời củ à. Cái cốt nè cô chú ha, nhìn cái cốt nè, cái này chắc cỡ 4 mùa không chị? 4 mùa Quá trời rồi, luôn cây à. còn có cây duy nhất một nha cả nhà. Nó chuẩn bị nở cái bông nè. Nó chuẩn bị đã nở ra, hoàng huyết long cũng là cúc hồng nhị với cả nhà đó. Cây này em giao lưu với giá 2,9 triệu bao phí đến tận nhà cho anh chị mình luôn nha. Dạ, 2,9 triệu nha cả nhà ơi. Mình thích Đó, sưu tầm mình hốt cây này nha. Em cái thấy nó này quá mình kéo trời sợi dây chì đây để mình giữ cái cây sợi gió nó lung lay á, tại vì Hơi cái bay củ nó bay nổi lên á cả nhà chứ không có có cái gì đâu nha. ừ. Đó. Cái này về cô chú anh chị mình kiếm cái chậu mình vô đất thêm vô ha. Cứng Đó, bầu lại như lại cái này nè. Cái tảng nó nghiêng dùm đây, nó hơi bay bay cô chú anh nên chị. là Nên kéo phải mình dịch kéo nó lại nè. lại nè chứ Dạ. không có sao hết. Rồi ok nè ha. Dạ, Hai 9E nha cả nhà, 2,9 nè chị. 2,9 triệu luôn. Dạ rồi. Mã số 10E. 10E là một cây đa phúc nha cả nhà, Rồi, dạo đa phúc luôn. hàng con tàn luôn ha. Cốt mập lù hết cô chú. Chiều cao em này 108, Dạ, dán trực nè. tán ngang em này 53, hoành gốc em này 24. Dạ. Đó, củ đế đẹp cô chú. Có Cái duyên này nha. thì em cũng giao lưu với anh chị mình cây giảo đa phúc 10E này, em giao lưu với giá 1,1 triệu bao phí luôn nha cả nhà. Trời ơi, chữ mốt mảng cây nào hoành tráng Đó, lệ lắm cô chú anh chị. Đáng đồng tiền luôn nha. Em thấy cây củ đế cũng dễ thương nè. Cũng có đế đều đều hết cô chú. Đặc biệt là cái hàng con tàn nha. Cây bự chảng nha cô chú. 1,1 triệu luôn ha. Mã số 11E ha. Ồ, cây cây này. siêu bông Sài Gòn nha cả nhà, hàng con tàn rồi luôn nha.
Đế đẹp quá cô chú nè. Lắc lượng luôn ha. Chiều cao em này 113. Tán ngang là 66. Hàng gốc em này 25. Dạ, khoanh bự cô chú. Củ đặc này là 39. Đó. Xen dòng nha cô chú anh chị. Hàng con tàn luôn nha cả nhà. Hàng này mình chim hết cục gạch thì sợ nó ấy chứ không có gì hết thôi nha. Dạ. Sài Gòn nha cả nhà. Sài Gòn ha cô chú. Đó. Cái cây mã số 11 EK Sài Gòn này em giao lưu với giá 2 triệu rưỡi bao phí luôn nha cả nhà. Siêu bông Sài Gòn. Ừ. Này ghép quá trời bon nè cô chú anh chị, cái này mà nó ra ấm tàn cái đẹp luôn ha, tại này mới ra cơi đầu tiên cô chú. Rồi. Rồi em cây, cây luôn ha. Dạ rồi, cái mã số cuối clip luôn, siêu to khổng lồ luôn nha cả nhà. Cây nhị ngọc toàn nha cả nhà. Ôi, ôi. Nhị ngọc toàn thì anh chị mình biết nó có mặt bông luôn bông mà chị. Wow. Nó có ba màu bông ha anh chị. Nó có ba màu bông luôn nha. Cái hàng này cũng là hàng lãi lá con tàn rồi nè cả nhà. Đó. Hàng vừa rồi em lãi lá rồi đó. Nó đi một lần bông rồi. Có cái này gì? Ương hạt được nha. Ương hạt. Nó chín trên nhóc rồi. Gì đó. 119 là chiều cao. Cái cũ hết biết. Tán ngang em này 100. Dạ. 20 23. Cái cũ. Ngay đây thì là 35. Ừ. Cô chú cũ đẹp nè. Đó, cái cũ rồi. 75 luôn nè cả nhà. Đó. Quá sức cái cây. Bự lắm em cô chú. Nhị ngọc toàn thì sớm mình có cây mặt bông mà đúng không? Này cô chú mình nhìn nè. Trái đậu trái nó chín trái luôn ha. Cái này là ương được. Cái cây mã số 12E. Cái cây này em giao lưu với giá 7 triệu bao phí luôn nha cả nhà. 12E này thì em cũng xin khép lại luôn ha. Em có mặt bông. Dạ. À, khép lại cái clip này của em ở đây thì cuối clip thì em cũng cảm ơn anh chị mình luôn theo dõi và ủng hộ cho em. Mọi chi tiết anh chị mình có thể alo em qua số điện thoại là 0968282738. Còn anh chị mình muốn đến tận vườn em thì theo địa chỉ là Vĩnh Thành, Chợ Lớp Bến Tre. Dạ, xin chào và hẹn anh chị mình những clip tiếp theo của vườn em nữa ạ. Dạ rồi, em chào cô chú mình ha và hẹn gặp lại ở video tiếp theo luôn nha.